Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Những vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm hay những mô hình sản xuất hữu ích nào sẽ được giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. 10.000 cây artiso giống được trao cho nông hộ sản xuất ở Lạc Dương. Đam Rông hiện có 5 doanh nghiệp và 4 nông hộ tham gia nuôi cá tầm. Bước vào đầu vụ chính, giá thanh long Bình Thuận cao kỷ lục. Bình Phước, nông dân phấn khởi, cam sành giá ổn định và năng suất cao. Chuyên mục con số hôm nay, cả nước còn có khoảng 22 tỉnh thành chưa có mã số vùng trồng. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin liên quan đến sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hội nông dân huyện Lạc Dương cho biết, hội vừa phối hợp với công ty cổ phần dược Lâm Đồng Lanofa và trung tâm nông nghiệp huyện vừa cấp giống artiso cho nông dân theo hợp đồng. Theo đó, 10.000 cây artiso giống được trao cho nông hộ theo phương thức Lanofa hỗ trợ 70%, nông dân đối ứng 30%. Nông dân trồng artiso thu hoạch lá và phía công ty bao tiêu 100% sản phẩm để chế biến cao artiso. Được biết, hiện nhiều nông dân Lạc Dương trồng artiso cung cấp lá cho Lanofa theo hợp đồng cho thu nhập ổn định, đồng thời công ty cũng chủ động được nguồn nguyên liệu đạt chất lượng tốt. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đam Rông, toàn huyện Đam Rông hiện có 5 doanh nghiệp và 4 nông hộ nuôi cá tầm với tổng diện tích 3 hectare, sản lượng đạt trên 10 tấn một năm. Trong đó có hộ gia đình với diện tích 1 hectare đã xây dựng 22 bể, thể tích mỗi bể 100 mét khối, nuôi lên đến từ 15.000 đến 20.000 cá tầm thương phẩm, 44 bể ươm cá tầm giống và nuôi cá tầm nhỏ. Hộ gia đình này đã chủ động nhập trứng cá tầm từ Nga về ấp nở thành công. Kết quả một vụ nuôi cá tầm thương phẩm từ 12 đến 18 tháng, trọng lượng đạt từ 1,8 đến 2,5 kg một con, năng suất từ 10 đến 15 kg một mét khối. Hiện tại, với giá bán khoảng 170.000 đến 200.000 đồng một ký, trừ các khoản chi phí thì lợi nhuận trung bình khoảng 1,2 đến 2 triệu đồng trên 1 mét khối một vụ. Được biết, với độ cao từ 600 mét trở lên so với mặt biển, nguồn tài nguyên nước lạnh dồi dào, huyện Đam Rông phát triển nghề nuôi cá nước lạnh thương phẩm từ năm 2016 đến nay, bắt đầu từ các mô hình gia đình với quy mô khoảng 1.000 đến 5.000 con. Nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, góp phần sử dụng đất đai hiệu quả, năm 2019 có khoảng 45 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai xã Tân Nghĩa và Đinh Lạc, huyện Di Linh đã gieo trồng được trên 21 hectare bắp lai cung cấp cho công ty Vinamilk làm nguồn thức ăn cho bò sữa. Trong số trên 21 hectare bắp nói trên, xã Đinh Lạc có 39 nông hộ tham gia trồng trên diện tích 16 hectare. Số diện tích còn lại là của đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Đồng Đò, xã Tân Nghĩa. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý liên quan đến thị trường nông sản. Thưa quý bà con, thông thường vào đầu vụ chính, giá thanh long thấp, nhưng năm nay hoàn toàn ngược lại. Người trồng thanh long tại Bình Thuận rất bất ngờ với mức giá cao kỷ lục với hơn 30.000 đồng một ký. Đây là thời điểm bắt đầu thu hoạch thanh long chính vụ và lứa cuối của hàng trong đen. Với giá này, các chủ vườn có thanh long đang thu hoạch thu về lợi nhuận rất cao. Trên diện tích 1 hectare, một lứa cho sản lượng khoảng 15 tấn, thu về sắp xỉ 500 triệu đồng. Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 30.000 hectare thanh long, tổng sản lượng hơn 500.000 tấn một năm. Đây là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân địa phương. Ngoài thị trường Trung Quốc, tỉnh Bình Thuận còn xúc tiến tìm kiếm thêm các thị trường mới, mở rộng xuất khẩu, phát triển bền vững loại cây trồng lợi thế này. Bên cạnh các loại cây công nghiệp chủ lực, thì các diện tích cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã dần phát huy hiệu quả và ngày càng mang lại nhiều lợi nhuận. Hiện đang bước vào mùa thu hoạch cam sành và những nông dân gắn bó với loại cây này vô cùng phấn khởi khi cam sành có mức giá ổn định và năng suất cao. Những ngày này, gia đình anh Nguyễn Chinh Thông ở phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài tất bật thu hoạch cam. Mới chỉ là vụ thu bói đầu tiên, nhưng sản lượng cam trên diện tích 2 hectare có thể mang lại mức thu nhập gần 500 triệu đồng. Với hiện tại với giá 11.000 một ký tại vườn thì khoảng thu khoảng 2-3 ngày nữa thì sẽ hết cam sành thôi và sản lượng thu được từ bữa giờ là 60 tấn rồi. Và sang năm sau thì mình sẽ làm sản lượng nó tốt hơn và như nó nhiều hơn hiện tại bây giờ. Vài năm trở lại đây, Bình Phước đã trở thành một trong những nguồn cung cấp trái cây ra thị trường với số lượng lớn, nhất là sầu riêng, dưa lưới, bưởi da xanh.
Trái cây Bình Phước được nhiều thương lái ưa chuộng bởi chất lượng vượt trội và nhiều thuận lợi trong quá trình thu hoạch. Còn ở Bình Phước này mình làm nó thời gian ngắn gọn hơn và ít hao công hơn. Là xe nó vô tới chỗ vườn, tới vườn luôn. Rồi mình thu hoạch thôi. Dù giá cam sành chưa phải là cao so với mùa vụ trước, nhưng mức giá hiện tại được xem là khá ổn định và đã có thể mang lại lợi nhuận cho người nông dân. Liên tục chương trình ứng phó với hạn hán ở vùng duyên hải miền Trung. Chuyên mục con số hôm nay, cả nước có khoảng 22 tỉnh thành chưa có mã số vùng trồng. Chuyện nhà nông, ổn định kinh tế từ chăn nuôi gia cầm. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin được tiếp tục đề cập đến những vấn đề đáng chú ý trong sản xuất hiện nay được ghi nhận ở một số địa phương. Thưa quý bà con, cùng với cả nước, Phú Yên đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Trước những khó khăn do thời tiết bất lợi, hiện nay Phú Yên đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó, thích ứng với hạn hán, giảm thiểu thiệt hại do khô hạn gây ra. Đây là công trình đập đầu mối thủy nông Đồng Cam, hệ thống thủy lợi lớn nhất tỉnh Phú Yên, phục vụ tưới cho khoảng 17.000 hecta lúa trên một vụ. Thông thường khi nắng hạn kéo dài, mực nước về đập đầu mối ở mức dưới tràn, lượng nước sẽ không đủ vào hai cống của hai kênh chính. Điều này đồng nghĩa toàn bộ vùng đồng bằng Tuy Hòa sẽ đứng trước nguy cơ khô hạn. Lúc này, ngay từ đầu vụ hè thu, phương án chống hạn đã được triển khai. Hệ thống kênh mương được tu bổ khẩn trương để tăng năng lực tưới và giảm thất thoát nguồn nước. Và đặc biệt thì để chuẩn bị bổ sung cho cái máy móc thiết bị thì công ty trong năm 2019 này cũng đang hiện giờ là đang triển khai mua cái thiết bị máy bơm và các cái thiết bị đỡ phụ tùng để mà bổ sung cho các trạm bơm thì khoảng gần 1 tỷ đồng. Thì hiện nay công ty đang triển khai thủ tục để mà mua gấp rút trong năm chuẩn bị cho cái công tác chống hạn vụ hè thu sắp tới. Năm nay, trước dự báo nắng nóng kéo dài và kỷ lục, tình hình hạn hán sẽ gay gắt hơn. Thay vì sản xuất lúa, nông dân chủ động chuyển đổi sang cây trồng cạn để tiết kiệm nước tưới, đào khoan thêm giếng để tìm kiếm nguồn nước ngầm. Những vùng thực sự không thể xử lý được thì chủ động ngưng sản xuất để tránh thiệt hại. Được biết, ngoài ra, trước dự báo nắng hạn kéo dài trong năm nay, Phú Yên còn chủ động các giải pháp để phòng chống cháy rừng, bảo vệ các đối tượng thủy sản nước lợ và nước mặn nhằm hạn chế thiệt hại do ô nhiễm môi trường, dịch bệnh phát sinh, giảm thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Cùng với Phú Yên, tỉnh Ninh Thuận cũng đang đẩy mạnh các giải pháp tìm nguồn nước tưới và áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm, hiệu quả để duy trì sản xuất trong tình trạng khô hạn. Và tại thôn Ba Rớ, xã Phước Thành, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, địa phương chịu tác động nặng của hạn hán, nhiều nông dân đã nghĩ ra cách tưới tiết kiệm, hiệu quả. Ông Trần Minh Thể ở thôn Ba Rớ, xã Phước Thành đang canh tác 2,5 hecta bưởi da xanh, xen với các loại cây đu đủ, chuối, bơ để chủ động nguồn nước tưới trong mùa hạn. Trước đó, ông đã đào ao và áp dụng tưới tiết kiệm theo hình thức phun bét. Sau 2 năm áp dụng, ông nhận ra phương pháp này không hiệu quả vì nước rải khắp mặt vườn, làm cỏ dại phát triển mạnh. Sau thời gian tìm hiểu, ông đã xây bể chứa 3 mét khối ở vị trí cao nhất. Sau đó bơm cấp nước từ ao vào bể, hòa tan phân bón vào nước và thiết kế thêm một ống tưới nhỏ giọt trực tiếp vào gốc cây. Nó không có thất thoát nước ra ngoài nhưng mà cây rất phát triển rất tốt vì lý do độ ẩm trong gốc lúc nào nó cũng nhiều hết. Xoay bét nó tiết kiệm nước nhiều hơn chứ. Tại đây nó từng giọt còn bét là đại tràng nó phun tùm lum ở ngoài, cỏ dại nó lên nhiều. Đối với anh Mai Xuân Thạch, cũng ở thôn Ma Rớ, có 3,5 hecta vườn trồng chuối, bưởi da xanh nằm dưới chân núi. Tận dụng nguồn nước tự chảy từ trên núi xuống, anh đã thiết kế 2 ống dẫn có đường kính 20cm, dài gần 2km để dẫn nước về tưới cho vườn cây ăn trái. Tại là máy bơm dầu diesel là mỗi giờ bơm là khoảng 1 lít rưỡi dầu, gần 20-25 ngàn. Thì so với lại mô hình nước tự chảy thì hiện tại mô hình nước tự chảy là hiện tại là đang là số 1, hạn chế chi phí mà lại có năng suất. Đất sản xuất nông nghiệp ở thôn Ma Rớ có 108 hecta, chủ yếu là đất đồi có độ dốc cao. Xã Phước Thành đã khảo sát và hướng dẫn bà con canh tác cây ăn trái, trong đó đối tượng ưu tiên là giống bưởi da xanh. Đến nay, khu vực này có khoảng 7 hecta cây ăn trái được người dân áp dụng các phương pháp tiết kiệm nước, mang lại hiệu quả cao và được xã Phước Thành xây dựng mô hình trình diễn để người dân học hỏi, áp dụng vào sản xuất. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 22 tỉnh thành chưa có mã số vùng trồng cây nông nghiệp. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, hiện nay cả nước có khoảng 22 tỉnh thành chưa có mã số vùng trồng, 33 tỉnh thành chưa có mã số cơ sở đóng gói nào được cấp để xuất khẩu các loại trái cây sang Trung Quốc. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do các địa phương trên chưa nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc cấp mã số.
Hiện nay có khoảng 1.200 mã số vùng trồng cho 8 loại trái cây cùng 608 mã số cơ sở đóng gói có đủ điều kiện được phép xuất khẩu vào Trung Quốc, còn lại sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới. Trên cơ sở thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đăng tải danh sách các vườn trồng 8 loại trái cây gồm chôm chôm, thanh long, vải, nhãn, xoài, dưa hấu, chuối và dứa, và danh sách các cơ sở đóng gói của Việt Nam được phép xuất khẩu chính thức vào Trung Quốc trên hệ thống thông tin của cơ quan này. Theo đó, để giảm thiểu rủi ro và bảo đảm xuất khẩu bền vững sang thị trường Trung Quốc, Bộ Công Thương khuyến nghị các thương nhân sản xuất, xuất khẩu nông sản, trái cây nói chung chủ động phối hợp với các nhà nhập khẩu Trung Quốc, nghiên cứu và tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, bao bì đóng gói, truy xuất nguồn gốc của thị trường Trung Quốc. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Thưa quý vị và bà con, trong những năm qua, chăn nuôi gia cầm đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhiều nông hộ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo hướng chuyên môn hóa, mang lại thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình. Tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, nhiều mô hình chăn nuôi gia cầm hộ gia đình đã phát triển khá hiệu quả. Sau đây là ghi nhận của chương trình về câu chuyện này. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Gia đình bà Lưu Thị Minh Tâm ở thôn 9 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm có kinh nghiệm hơn 15 năm trong chăn nuôi chim cút, vừa nuôi lấy thịt, vừa lấy trứng và phân cút. Với 150.000 chim cút, mỗi ngày gia đình bà Tâm cho thu hơn 250 trứng, tiền lãi khoảng 600.000 đồng một ngày. Ngoài ra, mỗi tháng bà còn bán được 13 tấn phân cút với giá 1.300 đồng một ký. Sau 6 đến 12 tháng sẽ bán cút thịt, thu lãi thêm từ 30 đến 40 triệu đồng. Sau đầu tiên thì phải là chuồng trại. Cái diện tích, cái đi vị trí đi trại của mình nó nằm ở đâu? Thứ nhất là nó nằm ở nơi thông thoáng, thứ hai là không ở gần dân, thứ ba là không gần những trại khác. Khi mình bắt con giống về thì theo kinh nghiệm của từng người, không phải là cứ kháng sinh đưa vào là nó sẽ không có bị bệnh, mà đưa kháng sinh nhiều quá thì nó lại bị mất buồng trứng. Thế mà đưa thuốc thảo dược vào thì nó lại lâu, nó không hiệu quả cao, cho nên là bây giờ chúng tôi phải dùng cả thuốc thảo dược, cả kháng sinh. Ngoài nuôi chim cút thì nuôi vịt trời cũng là hướng đi mới của gia đình bà Tâm. Hiện bà đang nuôi hơn 700 con vịt trời trong khuôn viên chuồng trại. Theo bà, vịt trời dễ nuôi, ít bệnh tật và mau lấy lại vốn. Ước tính nếu nuôi vịt từ nhỏ thì sau 4 tháng có thể bán vịt thịt. Mỗi một con vịt trưởng thành có thể thu lãi 40.000 đồng. Còn nuôi vịt lấy trứng thì cũng sau 4 tháng, vịt đẻ là đã lấy lại vốn. Vịt trời có tỷ lệ đẻ thành công từ 80 đến 85%. Thời gian đẻ kéo dài từ 12 đến 14 tháng. Trứng vịt trời theo bà Tâm được ưa chuộng hơn trứng vịt đồng vì tỷ lệ lòng đỏ nhiều hơn, dễ bán và giá cũng cao hơn. Tôi chăn nuôi nhiều thứ rồi nhưng mà tôi thấy cái con gia cầm thì riêng con vịt trời cái hiệu quả của nó thứ nhất là nó ít bị bệnh vì nó là giống nguồn gốc từ hoang dã. Thứ hai nữa là cái cận huyết là nó chưa có vì nó còn đang là mới ban đầu thôi. Cái đề kháng của nó cao đồng nghĩa với là sẽ không bị bệnh. Thể trọng của nó quá nhỏ đi. Thì nó ăn cái mức cám của nó ăn rất ít thì mình sẽ đầu tư thấp, và vì nó là giống hoang dã cho nên là cái thời gian khai thác trứng là nó được dài. Cũng như gia đình bà Lưu Thị Minh Tâm, gia đình chị Đinh Thị Huệ ở xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm cũng có hơn 10.000 chim cút nuôi thường xuyên, nuôi cút lấy trứng lấy thịt, lời còn ở phân cút dùng bón cho vườn cà phê. Mỗi tháng thu nhập từ những chuồng cút này cũng được từ 20 đến 30 triệu. Nuôi như vậy thì mình không phải làm cho ai, thì mình làm tự nhà mình thì mình thích là mình nuôi thôi. Mình chăm sóc nó, con cút nó không bị bệnh ấy thì hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Còn nếu mình để nó bị bệnh ấy thì nó chết hoặc nó mất quân của mình đi ấy thì kinh tế nó không còn cao nữa. Lúc nó mới bắt về mình thuốc thang là cùng các thứ làm sao cho nó khỏi bị bệnh. Cái thứ hai nếu mà không phòng tốt mà nó ra bệnh trứng trắng thì là mình nổ. Hầu hết các trang trại chăn nuôi như thế này đều được địa phương khuyến cáo làm cách xa khu dân cư, vừa tránh làm ô nhiễm môi trường sống xung quanh, lại giảm thiểu được dịch bệnh cho đàn gia cầm. Phát triển đàn gia cầm đang là một trong những hướng đi mà các địa phương ở Bảo Lâm quan tâm nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý cho bà con nông dân. Thưa quý bà con, những nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc có thể gọi điện về số 02633 829 930. Khánh Tường và Ánh Nguyệt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.